Ngày 14 tháng 7 năm 2024, đoàn y bác sĩ thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú An, huyện Phú Tân tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân, gia đình chính sách và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Tại đây, đoàn y bác sĩ đã tiến hành khám và cấp thuốc miễn phí cho 320 người dân và 100 trẻ em, chủ yếu là các bệnh như viêm khớp, viêm dạ dày, tăng huyết áp, đái tháo đường, thoái hóa cột sống, các bệnh về mắt, răng hàm mặt. Bên cạnh đó, các bác sĩ còn tư vấn sức khỏe, hướng dẫn kiến thức kỹ năng phòng bệnh, giữ gìn vệ sinh cá nhân, giúp người dân nâng cao ý thức, bảo vệ sức khỏe, quan tâm khám sức khỏe định kỳ, nhằm phát hiện bệnh sớm để điều trị kịp thời, hiệu quả. Tổng trị giá cho đợt khám bệnh và cấp thuốc miễn phí lần này trên 35 triệu đồng. Đây là một hoạt động có ý nghĩa xã hội sâu sắc, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Qua đó, để giúp đỡ chia sẻ khó khăn, giảm bớt một phần chi phí chữa bệnh hàng năm cho bà con nghèo, đồng thời góp phần chung tay cùng cộng đồng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đặc biệt là những người nghèo thuộc vùng sâu, vùng xa.